chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác, đúng từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024, tuổi Quý Mão sinh 1963. Thần tài trả ơn, bất ngờ đón vận may trúng số liên tiếp, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, giàu nhanh chóng mặt. Quý khán giả thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá tử vi từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch dành cho những người tuổi Quý Mão sinh 1963. Thời điểm từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này không chỉ là thời điểm thông thường, mà còn là cơ hội để bản mệnh nhìn nhận và chuẩn bị cho một thời điểm mới đầy hứa hẹn và may mắn sắp đến. Từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này được dự đoán là thời điểm mà trời thương Phật độ, mang đến cho tuổi Quý Mão những bất ngờ lớn lao. Không chỉ đơn thuần là những thay đổi tích cực trong cuộc sống mà còn là dấu hiệu rõ rệt cho sự phát triển tài chính. Bạn sẽ cảm nhận được tiền bạc ùn ùn đổ về nhà từ những cơ hội mà bạn chưa bao giờ tưởng tượng đến, bất ngờ giàu nhanh chóng mặt, ăn tiêu ba đời không hết. Đó chính là những gì từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này có thể mang lại cho bạn. Đặc biệt, những nỗ lực và cố gắng mà bạn đã bỏ ra trong thời gian qua sẽ bắt đầu được đền đáp một cách xứng đáng. Nếu bạn đã sẵn sàng cho những dự án mới hoặc có kế hoạch đầu tư thông minh, thời điểm này chính là thời điểm vàng để bạn hiện thực hóa những ước mơ của mình. Hãy nhớ rằng, sự chuẩn bị là yếu tố then chốt để nắm bắt những cơ hội này. Hãy cùng nhau tìm hiểu sâu hơn về những điều kỳ diệu đang chờ đón bạn từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này. Từ công danh sự nghiệp đến tài lộc, tình duyên, gia đạo cho đến sức khỏe, mọi khía cạnh trong cuộc sống đều có thể bùng nổ và thay đổi theo chiều hướng tích cực. Đừng bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào vì thành công đang gõ cửa và chỉ cần bạn mở cửa, mọi điều tốt đẹp sẽ đến chúng ta. Hãy cùng bắt đầu hành trình tìm hiểu về tử vi từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch của tuổi Quý Mão và khám phá những bất ngờ thú vị đang chờ đón nhé. Người tuổi Quý Mão sinh 1963 thuộc mệnh Kim, Kim Bạch Kim, tức vàng trang sức. Những người tuổi Quý Mão có tính cách dịu dàng, họ có thể thích nghi với các môi trường sống khác nhau và biết cách thể hiện đầy đủ bản thân. Họ không dễ bị lừa và có thể giữ bí mật tốt. Vì vậy, họ là những người bạn rất đáng tin cậy. Họ luôn cố gắng trở nên văn minh và lịch sự ngay cả với kẻ thù của họ, vì họ ghét những cuộc cãi giả và đánh nhau. Tuy nhiên, họ không giữ nguyên tắc chặt chẽ và dễ bị ảnh hưởng. Ngoài ra, vì đặc điểm giản dị của họ, họ rất dễ thụ động trong cuộc sống. Họ theo đuổi một niềm vui và cuộc sống tự do, từ chối làm mọi việc với tất cả nỗ lực của họ và không có cảm giác cấp bách. Người tuổi Quý Mão thích dựa vào người khác, một khi họ mất đi sự phụ thuộc họ cảm thấy chán nản. Vì vậy, tuổi Quý Mão nên học cách tự lập. Vận mệnh của những người tuổi Quý Mão là sẽ có cuộc sống ấm no, được hưởng bình an và ít gặp biến cố bất ngờ. Thời niên thiếu họ có thể sẽ phải vất vả, tiết kiệm từng đồng kiếm được, nhưng đến khi về già họ sẽ có nhiều phúc lộc hơn. Người tuổi này cũng có sức khỏe dồi dào, hiếm khi phải khổ sở vì bệnh tật. Người tuổi Quý Mão có khả năng thích nghi nhanh, có thể phát triển bản thân trong mọi hoàn cảnh. Dù trải qua nhiều gian lao nhưng họ không bao giờ có ý định dựa dẫm vào người khác mà sẽ chỉ âm thầm chịu đựng. Nguyên nhân là vì những người tuổi này có lòng tự trọng vô cùng cao, luôn muốn khẳng định bản thân qua những trải nghiệm thực tế. Nội tâm của người tuổi Quý Mão. Quý Mão luôn chất chứa rất nhiều tâm sự nhưng họ không muốn để lộ điều này với người khác. Vì phải che giấu nhiều bí mật nên tâm trạng của người tuổi này thường xuyên thay đổi thất thường. Sự bất ổn về tâm lý khiến họ dễ đánh mất ý chí sau mỗi lần bị tổn thương. Nếu nhận được sự hỗ trợ, động viên từ người khác, họ có thể bứt phá để thành công. Sự nghiệp của người tuổi Quý Mão đang diễn ra suôn sẻ, miễn là họ có thể khắc phục nhược điểm của mình và thể hiện điểm mạnh cũng như lợi thế của bản thân, họ có thể dễ dàng giành được sự ưu ái của cấp trên và được thăng chức. Nhưng cũng vì sự thành công của họ ở nơi làm việc mà một số kẻ có thể ghen tị với họ và làm điều gì đó tồi tệ sau lưng họ. Những người tuổi Quý Mão rất may mắn trong cuộc sống. Họ luôn có được sự giúp đỡ của những người xung quanh. Họ có thể chọn các dự án đầu tư phù hợp và có được một lượng tài sản lớn. Tuy nhiên, hãy thận trọng khi mua sản phẩm tài chính và đừng theo dõi người khác một cách mù quáng. Hơn thế nữa, tuổi Quý Mão nên biết khi nào nên ngừng đầu tư để tránh thua lỗ. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Quý Mão sinh 1963, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024. Tử vi từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này được dự báo là một thời điểm khá là hanh thông với tuổi Quý Mão, khi công việc, sự nghiệp,
tình cảm và tiền bạc đều có nhiều khởi sắc, tăng trưởng rõ ràng. Từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này, sự nghiệp của bản mệnh vô cùng lý tưởng, số có quý nhân phù trợ nên làm gì cũng có người giúp sức nên gặt hái không ít thành tựu. Bạn giành được sự tín nhiệm của đồng nghiệp và cấp trên bằng sự thông minh tài trí của mình. Tuy vẫn sẽ có khó khăn nhưng không đáng kể, bạn có đủ tài trí để xử lý mọi vấn đề đang tồn tại. Tài lộc từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này của tuổi Quý Mão cũng có những thay đổi tích cực hơn so với thời gian trước đó. Buôn bán kinh doanh thuận lợi, bản mệnh có thêm nhiều hợp đồng mới, đầu tư dễ sinh lời. Tuy nhiên, chi phí sinh hoạt cũng không phải ít, bạn nên lập kế hoạch ngân sách trước để tránh lãng phí không cần thiết. Từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này, tuổi Quý Mão duy trì được thể trạng sức khỏe ổn định, tinh thần thoải mái nên ít ốm đau, bệnh tật, song bạn vẫn nên chú ý vì có thể gặp tai nạn hoặc sự cố bất ngờ, bản mệnh cần đi đứng thận trọng. Ngoài ra, do áp lực công việc cao, bạn nên thực hiện một số bài tập và hoạt động thư giãn phù hợp để giảm bớt căng thẳng. Chuyện tình cảm của con giáp tuổi Quý Mão từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch cũng có chuyển biến tốt đẹp. Nhân duyên dượng mang tới cơ hội thăng hoa, cảm xúc cho các cặp vợ chồng, người độc thân có thể có cơ hội gặp được người mình thích. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo chương trình. Ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Quý Mão sinh 1963, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Quý Mão sinh 1963, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024. Xem tử vi từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch của 12 con giáp cho thấy, thời điểm này được cả lục hợp và nguyệt lệnh đế dượng che chở nên sự nghiệp của tuổi Quý Mão có sự tăng trưởng khá rõ rệt. Con giáp này có thể nắm bắt cơ hội, bản mệnh làm việc chăm chỉ và tiến bộ, đạt được kỳ vọng sẽ đạt được những thành tựu phát triển hơn nữa. Cục diện tử vi tốt lành báo hiệu, bản mệnh có quý nhân phù trợ, làm gì cũng có người giúp sức nên gặt hái không ít thành tựu, có thể sẽ có một chút thay đổi trong công việc như vị trí, tính chất hay chiến lược, nhưng đa phần đều theo chiều hướng tích cực nên cũng mở ra nhiều cơ hội thăng tiến cho bạn, bản mệnh giành được sự tín nhiệm của đồng nghiệp và cấp trên. Bằng sự thông minh và tài trí của mình, tuổi Quý Mão còn có cơ hội gặp gỡ được những người có cùng tầm nhìn, cùng chí hướng, chung vốn góp sức làm ăn. Tuy bước đầu vẫn sẽ có khó khăn nhưng không đáng kể, bản mệnh có đủ tài trí để xử lý mọi vấn đề đang tồn tại. Đôi khi người khác có thể sẽ nghĩ rằng bạn đang may mắn mà thôi, song chất lượng công việc sẽ chứng minh năng lực của bạn tới đâu, đừng tốn thời gian đôi co làm gì. Dù con giáp này đang có rất nhiều lợi thế hơn so với mọi người, nhưng cũng không nên vì thế mà sinh ra kiêu ngạo và xem thường người khác, vì bạn còn cần tới sự hỗ trợ và giúp đỡ của rất nhiều người đấy, thái độ khiêm tốn. Biết mình biết ta không chỉ có lợi cho các mối quan hệ của bạn, mà còn giúp bạn tích lũy được những kinh nghiệm quý giá. Tuổi Quý Mão cũng phải giữ một cái đầu lạnh, hãy làm tốt công việc của mình và không ngừng nâng cao năng lực của bản thân, thì mới có thể phát triển tốt hơn và đạt được những may mắn cho riêng mình trong cuộc sống. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Quý Mão sinh 1963, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024. Tử vi từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy rằng, thời điểm này, tài lộc của tuổi Quý Mão cũng đang có những thay đổi tích cực hơn so với thời gian trước đó, có khá nhiều vận may tiền bạc tìm đến với con giáp này. Với người làm công ăn lương, công việc thăng hoa thì không có lý do gì mà thu nhập không được cải thiện, bạn có thể nhận được khoản tiền thưởng, trợ cấp, hoa hồng khi mà bản mệnh bộc lộ tài năng của mình đúng lúc, nếu có cơ hội thăng chức, tăng lương và nắm bắt kịp thời thì thời điểm này, thu nhập của bản mệnh sẽ thay đổi đáng kể đấy. Bạn có thể đạt được tự do tài chính bằng cách tích lũy kinh nghiệm và nâng cao khả năng của mình. Đặc biệt, nguyệt lệnh lâm đế dượng rất có lợi cho người làm chủ, làm quản lý, bạn điều hành mọi việc rất tốt, được cấp dưới nể trọng và ra sức cống hiến, nhờ đó lợi nhuận thu về không nhỏ chút nào. Buôn bán, kinh doanh thuận lợi trong thời điểm này, lục hợp cho thấy các mối quan hệ xã giao hài hòa và tốt đẹp, điều này sẽ giúp bạn có thêm nhiều hợp đồng mới, hợp tác suôn sẻ, đầu tư dễ sinh lời. Bản mệnh cần lưu ý rằng, cơ hội đầu tư rất nhiều nhưng phải lựa chọn hạng mục phù hợp, đừng vội vàng quyết định khi chưa tìm hiểu rõ về nó. Tuy nhiên, chi phí sinh hoạt cũng không phải ít, bạn nên lập kế hoạch ngân sách trước để tránh lãng phí không cần thiết.
Thu chi cân đối cho gia đình và bản thân cũng là một bài toán không dễ mà bạn phải tìm ra lời giải. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Quý Mão sinh 1963, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024. Xem tử vi từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy, thời điểm này, tuổi Quý Mão duy trì được thể trạng ổn định. Bản mệnh tinh thần thoải mái nên ít ốm đau, bệnh tật, nhưng bản mệnh cũng cần lưu ý rằng có thể xuất hiện một số bệnh nhẹ do thời tiết thay đổi và đau nhức. Trong thời điểm này, bạn nên chú ý đến các tín hiệu mà cơ thể phát ra, hãy duy trì thói quen làm việc và nghỉ ngơi ăn uống tốt. Ngoài ra, bản mệnh cần chú ý gì có thể gặp tai nạn hoặc sự cố bất ngờ, cần đi đứng thận trọng. Do áp lực công việc cao, bản mệnh nên thực hiện một số bài tập và hoạt động thư giãn phù hợp để giảm bớt căng thẳng. Hãy nên tham gia nhiều hoạt động ngoài trời hơn và duy trì giao tiếp tốt với người thân, bạn bè. Điều này có thể giúp cải thiện sức khỏe tinh thần, làm tăng hạnh phúc của bạn. Xét về phương diện tình cảm, gia đình và các mối quan hệ của tuổi Quý Mão sinh 1963, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024. Căn cứ vào tử vi từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch của 12 con giáp cho thấy, thời điểm này người tuổi Quý Mão dù vẫn đang độc thân hay đã có gia đình thì bản mệnh đều đón nhận được rất nhiều niềm vui, tình cảm nhân duyên có chuyện tốt đẹp, đào hoa phơi phới. Tình cảm của các cặp vợ chồng ngày càng thăng hoa, đôi bên có sự thấu hiểu, đồng cảm và tôn trọng lẫn nhau, nên mối quan hệ rất khăng khít. Dù cũng có đôi lúc xảy ra cãi vã nhưng đó là điều không thể tránh khỏi, quan trọng là cách vợ chồng bạn cùng nhau giải quyết xung đột ra sao. Thực tế cho thấy, dù là bản mệnh hay nửa kia thì đều sẵn sàng hạ cái tôi để gìn giữ hạnh phúc, chuyện lớn quá chuyện nhỏ. Người độc thân thời điểm này có thể có cơ hội gặp được người mình thích, bạn cần duy trì sự kiên nhẫn và tâm hồn cởi mở, tham gia vào nhiều hoạt động xã giao để mở rộng các mối quan hệ của mình. Tiếp theo ngay sau đây sẽ là những ngày may mắn từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024 dành cho người tuổi Quý Mão sinh 1963. Ngày mùng 7 tháng 9 âm lịch. Ngày này, những cuộc trao đổi thú vị và hàng loạt những ý tưởng mới đầy táo bạo sẽ liên tục ập đến trong đầu người tuổi Quý Mão, khiến bạn có hứng thú theo đuổi các mục tiêu dài hạn. Ngày mùng 9 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, bản mệnh hãy nhìn vào bức tranh toàn cảnh và thực hiện mọi thứ một cách chậm rãi. Làm được như vậy thì việc khó khăn nào người tuổi Quý Mão cũng có thể hoàn thành. Ngày mùng 10 tháng 9 âm lịch. Ngày này, người tuổi Quý Mão cực kỳ tinh ý, chỉ cần nghe một từ khóa quan trọng nào đó là bạn đã có thể khai thác được vấn đề. Nên bạn sắp tha hồ sáng tạo với những ý tưởng hay ho, từ đó hãy quyết liệt hơn trong các khoản đầu tư làm ăn, hứa hẹn bạn sẽ có doanh thu lớn đổ về vào thời gian sắp tới. Ngày 11 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, công việc của người tuổi Quý Mão sẽ có những chuyển biến tích cực, bạn có thể gây được ấn tượng tốt đẹp đối với cấp trên, đồng nghiệp và cả đối tác làm ăn, nhờ chăm chỉ và nỗ lực không ngừng. Bạn có thể được khen ngợi một cách công khai hoặc thậm chí được khen thưởng về mặt tài chính. Ngày 13 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, cơ hội phát tài sẽ đến với người tuổi Quý Mão. Trong hoàn cảnh khó khăn như hiện tại thì đây quả là thời cơ hiếm có. Bạn hãy nhanh tay nắm bắt lấy, đừng bỏ lỡ kẻo phải hối tiếc về sau. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo ngay sau đây sẽ là vận trình tử vi chi tiết từng tuần của tuổi Quý Mão sinh 1963. Từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024. Tử vi tuần 1 từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Quý Mão sinh 1963. Tuần này, nhờ có tam hội trợ giúp nên người tuổi Quý Mão có một tuần làm việc vô cùng thuận lợi. Thần may mắn là dấu hiệu nhắc nhở bạn hãy bắt tay thực hiện ngay những kế hoạch đang ấp ủ từ trước. Bản mệnh chớ chần chừ do dự mà để lỡ thời cơ hiếm con này. Ngoài ra, các mối quan hệ thân quen có thể giúp con giáp này gặp được quý nhân, nhờ có quý nhân chỉ đường dẫn lối. Bạn sẽ nhanh chóng tìm ra cách khắc phục những khó khăn ở hiện tại, đồng thời tìm ra định hướng thích hợp cho tương lai. Tuy nhiên, dù có tinh thần làm việc hăng say đến mấy, bạn cũng nên chú ý đến sức khỏe, không nên cố gắng quá sức đến nỗi quên ăn quên ngủ. Hãy có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học, đồng thời chú ý rèn luyện thể dục thể thao để luôn có một cơ thể khỏe mạnh.
Tử vi tuần thứ 2 từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Quý Mão sinh 1963. Tuần này, tam hợp mang tới những tác động tích cực cho người tuổi Quý Mão. Bản mệnh luôn cảm thấy tràn đầy nhiệt huyết, sẵn sàng bắt tay và thực hiện mọi nhiệm vụ, cho dù công việc có khó khăn, thử thách hoặc thuộc lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ. Thiên tài cũng cho thấy, nhờ sự may mắn của mình mà con giáp này có thể phát tài nhanh chóng trong tuần này. Bạn nên có cách sử dụng đồng tiền hợp lý để tiền tiếp tục đẻ ra tiền, chứ không nên tiêu xài lãng phí. Trong chuyện tình cảm, bạn cũng cần phải quan tâm đến nửa kia của mình hơn, chứ không nên dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp hoặc sở thích cá nhân. Đừng để tình cảm đôi bên dần rạn nứt vì những hành động vô tâm của bạn. Tiếp theo sẽ là cẩm nang dượng vận cho tuổi Quý Mão sinh 1963, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024. Khẩu quyết: sự nghiệp tăng trưởng rõ rệt, tiền bạc có nhiều khởi sắc. Quý nhân là tuổi Tuất và tuổi Dần. Tiểu nhân là tuổi Tý và tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn là màu xanh lá cây và màu xám. Con số may mắn 65, 37 và 48. Quý khán giả thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ và thuận lợi, thì chắc chắn chúng ta cần tìm được người đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần, để kích tài dưỡng lộc và thu hút may mắn. Vậy, tuổi Quý Mão sinh 1963 nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may về tài lộc cũng như sự nghiệp? Xin mời quý khán giả cùng theo dõi tiếp video nhé. Tuổi Quý Mão với tuổi Tý. Nếu là đối tác kinh doanh, tuổi Quý Mão và tuổi Tý sẽ kết hợp rất hiệu quả với nhau. Nếu có tranh cãi thì luôn luôn bắt đầu từ tuổi Tý rồi mọi chuyện lại ổn thỏa, vì tuổi Quý Mão rất nhã nhặn và nhường nhịn. Tuy nhiên, không phải vậy mà tuổi Tý tỏ ra không biết điều. Tuổi Tý hiểu được vai trò quan trọng của tuổi Quý Mão trong các mối quan hệ làm ăn. Tuổi Quý Mão với tuổi Sửu. Khi là đối tác làm ăn, tuổi Quý Mão thường là làm việc theo sự chỉ dẫn của tuổi Sửu. Bởi người tuổi Sửu rất chăm chỉ, đặc biệt tuổi Quý Mão rất khâm phục tuổi Sửu bởi sự tốt tính và ứng xử điềm đạm. Trong khi một số tuổi khác chơi với tuổi Quý Mão vì tuổi Quý Mão khá bị động và dễ sai khiến, thì tuổi Sửu tìm đến tuổi Quý Mão với lý do hoàn toàn khác. Đó là sự chân thành. Vì vậy, tuổi Quý Mão rất khâm phục và mến mộ tuổi Sửu với sự hài hòa của hai nhân cách này. Sự kết hợp của họ sẽ rất hệ thống và chắc chắn. Tuổi Quý Mão với tuổi Dần. Nếu hai con giáp này làm ở cùng một văn phòng hay công ty, họ cần phải tổ chức công việc và phân chia không gian rất rõ ràng. Trong kinh doanh, tuổi Dần luôn là người dẫn đầu và chịu trách nhiệm chính. Tuổi Quý Mão vốn khá nhút nhát sẽ đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của tuổi Dần, sẽ cố gắng cống hiến sức lực và sự khéo léo của mình để công việc chung tốt hơn. Tuổi Quý Mão với tuổi Mão. Khi là đối tác làm ăn, hai người tuổi Mão kết hợp khá ăn ý với nhau. Văn phòng nơi họ làm việc cùng nhau sẽ được trang trí mang tính nghệ thuật và giống một ngôi nhà hơn là cơ quan. Họ sẽ mang không khí nghệ thuật đến nơi làm việc hơn là sắp xếp mọi thứ gọn gàng, sạch sẽ. Tuy nhiên, điều cần lưu ý là hai tuổi Mão phải cùng đảm bảo được lợi ích kinh doanh cẩn thận, tính toán đến các yếu tố kinh doanh và tài chính. Nếu tự bản thân không đảm nhiệm được điều đó thì rất cần đến những người tin cậy đảm nhiệm thay mình. Tuổi Quý Mão với tuổi Thìn. Khi là đối tác làm ăn, hai hành tinh này sẽ tạo thành một tập thể làm ăn phát đạt, với điều kiện cả hai cùng chung sức, chung lòng, tuổi Thìn sẽ đảm nhiệm các công việc liên quan đến vật chất và tài chính, còn những ý tưởng sáng tạo thì cả hai cùng góp sức. Nhưng tuổi Thìn vẫn giữ vai trò là người lãnh đạo, điều này tuổi Quý Mão hoàn toàn hài lòng. Tuổi Quý Mão với tuổi Tỵ. Khi là đối tác kinh doanh, hai con giáp này sẽ kết hợp rất tốt với nhau. Tuổi Tỵ sẽ đóng vai trò làm người lãnh đạo. Bên cạnh đó, tuổi Tỵ nhờ giao tiếp tốt sẽ chịu trách nhiệm về ngoại giao và khách hàng. Trong khi đó, tuổi Quý Mão sẽ lo chuyện hậu phương trong tập thể của hai người, đồng thời đảm nhiệm các việc liên quan đến tài chính. Tuổi Quý Mão với tuổi Ngọ. Khi là đối tác kinh doanh, tuổi Quý Mão và tuổi Ngọ cần một bên thứ ba để giúp cho mối quan hệ của hai người êm đẹp. Tuổi Ngọ làm việc chăm chỉ và lập kế hoạch tốt, nhưng rất dễ nản và bỏ cuộc. Còn tuổi Quý Mão hay áp dụng ý kiến chủ quan vào công việc kinh doanh. Hơn nữa, kỹ năng về tài chính và các vấn đề khác chưa đủ vững. Bởi vậy, rất cần một nhân vật thứ ba nào đó xuất hiện để cùng hỗ trợ hai người. Tuổi Quý Mão với tuổi Mùi.
Khi là đối tác kinh doanh, tuổi Quý Mão và tuổi Mùi có thể kết hợp thật tốt nếu phát huy được tính sáng tạo trong công việc. Tuy nhiên, về tài chính thì sẽ cần sự can thiệp và giúp đỡ của nhân vật thứ ba, bởi thực tế là cả hai hành tinh này đều không thạo lắm về tài chính. Điều họ quan tâm và tập trung nhiều thời gian hơn cả đó là nghệ thuật và tình cảm. Bên cạnh đó, tuổi Mùi còn phải đảm nhiệm một số việc thay tuổi Quý Mão, vì tuổi Quý Mão không có khả năng làm được. Tuổi Quý Mão sẽ đóng vai trò làm người dẫn đường vì khả năng giao tiếp và điều khiển cảm xúc tốt hơn. Tuổi Quý Mão với tuổi Thân. Khi là đối tác kinh doanh, tuổi Quý Mão và tuổi Thân cần phối hợp thật nhịp nhàng để công việc của họ không bị đổ bể. Tuổi Quý Mão không nên đảm nhiệm các vấn đề liên quan đến tài chính và tuổi Thân cũng vậy, bởi người tuổi Thân chi tiêu khá mạnh tay và khó có thể giữ được tiền. Tốt nhất tuổi Thân sẽ là người ở tiền tuyến, đảm nhận trách nhiệm tổ chức các cuộc gặp gỡ đối tác khách hàng. Còn tuổi Quý Mão sẽ chăm lo việc hậu phương để hỗ trợ cho tuổi Thân, còn tài chính chắc hẳn cần nhờ tới một nhân vật thứ ba đảm đương để công việc kinh doanh phát triển đi lên. Tuổi Quý Mão với tuổi Dậu. Trong kinh doanh, tuổi Dậu cũng nhanh chóng chán tuổi Quý Mão vì người tuổi Dậu cho rằng người tuổi Quý Mão thiếu sự logic, thiếu thực tế. Tuổi Dậu sẽ là người chủ động công việc tại cơ quan, còn tuổi Quý Mão thì khá thụ động và đi chệch những mong muốn của tuổi Dậu. Tuổi Quý Mão với tuổi Tuất. Khi là đối tác kinh doanh, hai con giáp này sẽ tạo thành một tập thể vững mạnh và sáng tạo. Một số ý tưởng sáng tạo của tuổi Quý Mão sẽ khiến tuổi Tuất ngạc nhiên và trở nên kiên nhẫn lắng nghe và thực hiện. Trong khi đó, tuổi Tuất có tài kinh doanh, cẩn thận và biết đánh giá giá trị của lao động, nên sẽ đảm nhiệm tốt vấn đề tài chính. Cả hai sẽ kết hợp với nhau để tạo thành một tập thể phát triển tích cực theo hướng đi lên. Tuổi Quý Mão với tuổi Hợi. Nếu là đối tác làm ăn, tuổi Hợi sẽ đóng vai trò là người ở tiền tuyến và tuổi Quý Mão sẽ gửi trọn niềm tin cho tuổi Hợi. Tuổi Hợi sẽ lắng nghe sáng kiến của tuổi Quý Mão và hai con giáp cùng nhau xây dựng một đế chế phát triển bền vững. Quý khán giả thân mến, trong suốt cuộc đời, tất cả chúng ta đều đã phạm nhiều nghiệp chướng, chẳng hạn như nói xấu người khác, chửi bới người khác, thậm chí phá thai, tà dâm và các nghiệp xấu khác. Những nghiệp xấu này có thể dễ dàng dẫn đến những hậu quả không hề tốt chút nào, gây ra khó khăn trong cuộc sống. Mọi chuyện không như ý xảy ra trong cuộc sống của chúng ta phần lớn là do nghiệp quá nhiều đang cản trở bạn. Một số người sinh ra với nghiệp bẩm sinh và phải chịu mọi điều không như ý, yếu đuối và bệnh tật, có những mối quan hệ rắc rối và hôn nhân không hạnh phúc, nghèo khó và không thể kiếm được nhiều tiền. Trong suốt cuộc đời, mang nghiệp chướng nhiều đời không có gì đáng sợ. Đáng sợ là dù có gánh nặng vẫn tạo nghiệp. Nếu bạn có thể làm nhiều việc thiện hơn và phát triển bồ đề tâm trong đời này, thì những việc xấu có thể được chuyển hóa thành kết quả tốt ở đời này, để bạn và cả gia đình sẽ nhận được phước lành, của cải dồi dào, tràn đầy phúc lành và không có bệnh tật hay tai họa. Gần đây, mọi việc không suôn sẻ, Đức Phật chỉ cho bạn ba cách này chắc chắn sẽ cải giận. Một, đọc kinh niệm chú để dưỡng tâm. Muốn học Phật phải áp dụng lời Phật dạy vào đời sống và dùng sự gia trì của chư Phật chư Bồ Tát để giải quyết những chấp trước tình cảm. Đức Phật và Bồ Tát dạy kiên trì tụng kinh niệm Phật mỗi ngày hay thậm chí chép tụng chú La Nghiêm, chú Đại Bi là một cách giải quyết khó khăn, theo Đức Phật cực hay. Nói tóm lại, bằng cách trau dồi và cải thiện tâm trí trong sáng, chúng ta có thể phòng vệ tốt hơn trước ảnh hưởng của những người xung quanh lên cảm xúc của mình. Đức Phật dạy cảm xúc và chấp trước cũng là giả và không có thật. Nếu lấy hàng giả làm hàng thật thì bạn sẽ bị lỗ nặng. Chúng ta thấy nhiều người tu hành Phật giáo rất vất vả, nhưng khi gặp tâm thái thì bản chất thực sự của họ lộ ra vẫn không thể buông bỏ được. Chấp trước chư Phật Bồ Tát cũng thở dài trước những biểu hiện của chấp trước và chấp trước đối với chúng sinh. Vì vậy, trong việc học Phật và tu tập Phật giáo, việc loại bỏ chấp trước tình cảm là điều ưu tiên hàng đầu. Có điều gì mà bạn không thể buông bỏ được về mặt cảm xúc? Cầu mong mọi người luôn an lạc với mọi hoàn cảnh trong cuộc sống, biết buông bỏ và không để tâm đến những điều không hay. A-di-đà Phật. Hai là thực hành bố thí. Việc thực hành bố thí là một trong những đức hạnh căn bản nhất để giải trừ khó khăn. Đức Phật đã từng giảng giải về đức hạnh bố thí. Đây là nền tảng đầu tiên mà những người làm công đức nên thực hành trước. Có ba loại bố thí là tài thí, pháp thí và vô úy thí. Trong ba loại bố thí này, Đức Phật đề cao pháp thí và bố thí, pháp như trong kinh pháp của Phật dạy. Pháp thí thắng mọi thứ,
Sở dĩ Phật nói pháp thí thắng mọi thứ là vì chính pháp ghi diệu có thể đem lại an lạc cho người nghe, người hành ngay hiện tại và mai sau. Giáo pháp này có thể diệt si mê một hình tướng của vô minh, có thể giúp chúng sinh thoát phiền não, khổ đau. Sinh tử luân hồi cho đi không chỉ có thể giải thoát kẻ thù, chủ nợ, mà còn có thể cứu rỗi linh hồn của những vong linh ngoài kia để giúp bạn tạo phước. Từ đó cuộc sống sẽ suôn sẻ hơn, dù bạn làm việc từ thiện nào cũng sẽ có những ân phước đặc biệt. Khi tâm bạn vui vẻ và thoải mái, bạn sẽ mang lại lợi ích cho bản thân và người khác thông qua việc bố thí. Bạn không chỉ giúp đỡ người khác mà còn được hạnh phúc, xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp và hồi hướng công đức của mình để tiêu trừ nghiệp chướng, và cũng có thể tích lũy vô lượng công đức cho chính bạn. Ba là biết chấp nhận nghịch cảnh. Câu nói vạn vật đều do định mệnh không phải để chúng ta chấp nhận số phận, mà là dạy chúng ta cách nắm bắt đúng vận mệnh của chính mình. Mỗi người đều có nhân quả riêng, chỉ cần chúng ta hành động theo nguyên lý nhân quả, chúng ta có thể kiểm soát được cuộc sống của chính mình trong cuộc đời này. Dù bạn gặp ai thì người ấy cũng chính là người nên xuất hiện trong cuộc đời bạn, và dù có chuyện gì xảy ra thì đó cũng là điều bạn nên trải qua. Vạn vật đều có dòng tuần hoàn, mọi thứ đều có quan hệ nhân quả, mọi thứ đều không thể giải thích được. Hãy làm những gì bạn nên làm, và số phận sẽ không bao giờ phụ lòng những ai làm việc chăm chỉ, và nó sẽ sắp xếp mọi thứ cho bạn. Khi con người cảm thấy bất lực trước cuộc đời mình thì cho rằng trời đang nắm giữ, thực tế không phải vậy. Mọi kết quả đều do chính chúng ta tạo ra, vận mệnh của chúng ta luôn nằm trong tay chúng ta. Điều chúng ta vẫn cần biết là luật nhân quả, hiểu được cách gieo nhân để đạt được điều mình mong muốn, cái gọi là việc tốt, quả báo tốt. Đây là sự thật, số phận của một người không được quyết định bởi ý kiến của người khác, mà bởi suy nghĩ thân thể, lời nói và hành vi của chính người đó. Đừng để bị phiền muộn và lo lắng dây quanh bản thân, mà hãy cố gắng làm những việc tốt cho bản thân và quản lý cuộc sống của mình cho tốt, thành thật với người thân và bạn bè, làm tròn trách nhiệm của mình trong cuộc sống. Chúng ta cũng cần biết rút lui để tiến bộ, đây cũng là một trí tuệ lớn trong cuộc sống. Rút lui không có nghĩa là bao dung hay hèn nhát, mà là sự kiên cường và sức mạnh thực sự. Rút lui chỉ là vẻ bề ngoài, và sẵn sàng ra đi mới là bản chất ở trần gian. Cũng giống như chốn tu thiền, chỉ có lùi một bước mới có thể tiến xa hơn, chỉ có khiêm nhường suy ngẫm mới có thể leo lên cao hơn. Trên đời, vạn vật hội tụ rồi chia ly đều do số phận, không cần phải vật lộn với buồn tủi, oán hận, hãy mỉm cười đối mặt và đừng phàn nàn. Trên đây là tử vi của tuổi Quý Mão từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024, hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video, nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả có một tháng mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chương trình tiếp theo.